Nino lại mới bị cắn nữa, si cà que một chân nằm rên rỉ hoài nè. Đau hả? Nè, mới xúc dầu vô đây nè, cắn cái giò xuyên một cục bự luôn. Giờ anh cắn Nino phải không? Rên nè, mặt nó nè, mỏ xinh hai bên hết trơn, mới cắn rồi. Tối này tối thường chỉ cho nó vô trong nhà, cũng không để ngoài, để tối con vợ này mần thích đó. Mà ba không biết, bà mở cửa bà đuổi nó ra, vừa ra cái là bị con vợ cắn te tua luôn, cắn chạy trốn mất dép luôn, chạy còn có ba chân nè, lưng thì lủng bông lỗ, vừa mới khô ngày hôm qua là bữa nay bị cắn tiếp. Nó giờ ông đau, ông nằm rên rỉ vậy đó. Dạ vậy đó, chạy có ba chân nè. Cái mặt thì trắng tùm lum đó. Nè cái mặt nè, trắng nè. Cái lỗ mũi đứt là hết lành luôn rồi. Vừa dịch hai cái mỏ 2 mét hai bên đứt nè. Trắng đây nè, chúng ta đi chân cái hiền coi nè. Lật lên cái hiền coi nha. Cho đụng cái chân đau. Thích dầu rồi đó mà ông còn đau này, lũng lũng này quan kia thì cắn này, chắc đang nằm phập vô. Bị mấy lỗ trên người đây nè, chân sống nè, giờ ông nằm ông khóc vậy đó.